Ôi các bạn ơi, rừng này nhiều cây dã man. Ui, lá dong này gói bánh chưng này, lá này màu xanh thực sự luôn ấy. Ui, có cả măng nữa này, măng gì mà nhọn này. Ơ, sao chỗ này lại râm mát như ngồi điều hòa này. Ui, có cả tiếng chim hót luôn. Ôi, tiếng thu hú kìa. Nay đi rừng đốn củi nghe tiếng thu hú kêu, lại nhớ câu chuyện sự tích chim thu hú của người Tày mà hồi xưa được nghe mẹ kể. Chuyện kể rằng ngày xưa có bố con nhà nọ đi hái vải, mà loại này là loại vải chua chứ không phải vải thiều ngon ngọt như bây giờ đâu anh em nhé. Ông bố thì trèo lên cây để hái cho ông con ở dưới. Bố ơi, trèo cẩn thận nhá. Yên tâm, không phải lo cho bố con trai ơi, việc của mày là lo ăn no vải đi. Bố, cái thế là ông bố đang xuất khỏi trái đất, ông ra đi mà không một lời chăn chối, để lại thằng con kêu gào bố ơi thảm thiết dưới gốc vải. Câu bố ơi dịch ra tiếng Tày mình là pó ơi. Ông con pó ơi suốt mấy ngày mấy đêm mà không có ai hái vải cho ăn, nên cuối cùng cũng đi về miền cực lạc và biến thành con chim thu hú. Kể từ đó, mỗi khi mùa vải đến thì thu hú lại về gọi bố. Cũng may là anh dân tộc chưa bao giờ đi hái vải cùng bố giống thằng chim thu hú kia, nên bây giờ mới còn ngồi đây lắp kệ 2 tầng của Inochi xuất khẩu Nhật Bản được bên TikTok Shop tặng. Kệ này để gia vị hoặc để đồ nhà tắm đều rất ok các bạn nhé. Ai muốn dùng thì vào cửa hàng TikTok Shop của mình có đấy.